54.750. Thanh Hằng vay Ba Trân xin mẹ chồng, tổng lực bình chọn 240.854. Hoàng Yến Chi Vi vay Hiểu Phương lúc nhỏ xin tháng năm rực rỡ, tổng lực bình chọn 241.622. Xuân Vũ vay Tuyết Anh lúc nhỏ xin tháng năm rực rỡ, tổng lực bình chọn 30.447. Và thưa quý vị, ngay sau đây xin để vinh danh những năm nữ diễn viên xuất sắc nhất, và xin mời người đẹp hãy đọc tôi xin nó hơi thấp chút xíu thông cảm. Xin được vinh danh diễn viên Hoàng Yến GB. Bình chọn. Dành thêm một tràng pháo tay nữa để chúc mừng cho nam diễn viên Trường Giang và nữ diễn viên Hoàng Yến Chibi. Xin mời hai bạn sẽ có lời chia sẻ cảm xúc với quý vị khán giả. Lời đầu tiên thì cho phép Hoàng Yến xin gửi lời chào đến quý vị đại biểu cũng như là tất cả các cô chú cũng như tất cả các anh chị đang có mặt tại giải thưởng Ngôi Sao Xanh ngày hôm nay. Một lần vinh danh là nữ diễn viên được yêu thích nhất, và năm nay em lại một lần nữa đứng đây và cầm cái cúp này chứ không còn ở trên clip như năm ngoái nữa. Và em rất là cảm ơn ekip của Tháng Năm Rực Rỡ, rất là cảm ơn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, cảm ơn CJ and HK Entertainment, cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn fan của Hoàng Yến, vì nếu mà không có các bạn bình chọn thì sẽ không có giải này. Chúng ta đã làm được. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Kính thưa quý vị, và với hạng mục này xin được mời lên sân khấu tiến sĩ Ngô Phương Lan, nhà thơ Bình, hội điện ảnh, và nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu sẽ cùng lên sân khấu để công bố và trao giải thưởng cho hạng mục này. Thưa quý vị, Hữu Châu và tiến sĩ Ngô Phương Lan, nhà phê bình điện ảnh xin kính chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, trong 5 năm nay tôi được tham gia ban cố vấn của giải thưởng Ngôi Sao Xanh, và thực sự là rất vui mừng thấy nhiều cái ngôi sao xanh trong 5 kỳ, 4 kỳ trao giải đã dần tỏa sáng ở trên bầu trời điện ảnh, và hôm nay thì rất là vinh dự cùng với nghệ sĩ Hữu Châu, một gương mặt rất là nổi tiếng và cũng là người mà được Ngôi Sao Xanh của năm ngoái với vai Lệ Liễu trong bộ phim Lô Tô, giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất được vinh danh năm ngoái, để lên công bố giải Ngôi Sao Xanh năm nay cho diễn viên nam và nữ diễn viên xuất sắc nhất. Được xin mời nghệ sĩ Hữu Châu. Bây giờ xin phép cho chúng tôi gỡ cái bao bì. Mời chị. Giải thưởng gương mặt điện ảnh và truyền hình hôm nay được vinh danh diễn viên Hoàng Yến Chi Vi. Và bây giờ, nam diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn, tôi bình chọn luôn vì tôi rất là thích, Liên Bỉnh Phát. Vâng, xin được chúc mừng nam diễn viên Liên Bỉnh Phát cùng với phim Sóc Lan, nữ diễn viên Hoàng Yến Jimmy một lần nữa. Một lần nữa chúng ta cùng gặp lại cô gái vô cùng dễ thương Hoàng Yến Jimmy, đã lập cú đúp của đêm nay được không ạ?
Và xin được chúc mừng nam diễn viên điển trai Liên Bình Phát. Xin mời bạn nhận cúp ạ. Và xin mời hai bạn sẽ có đôi lời chia sẻ cảm xúc với quý vị khán giả. Xin mời hai bạn. Vâng, em lại đứng đây một lần nữa ạ. Thực sự rất là vui ạ. Lần đầu tiên thì em xin được cảm ơn hội đồng bình chọn, cảm ơn hội đồng nghệ thuật vì đã chọn em để là nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất. Em run quá không biết nói gì luôn. Trong năm nay thì thực sự là bộ phim Tháng Năm Rực Rỡ đã mang lại cho Hoàng Yến rất là nhiều, từ những ca khúc, từ những tình yêu thương của khán giả khi mà Yến tới với cái vai diễn Hiểu Phương, và đi ra ngoài đường khi mà mọi người nhìn thấy Yến là mọi người nhớ tới là Hiểu Phương của Tháng Năm Rực Rỡ. Điều đấy là một điều mà Yến cảm thấy rất là vui và hạnh phúc vì khi mà mình đã có được một cái vai diễn để đời. Và ngay ngày hôm nay Yến đứng đây cầm hai chiếc cúp để khẳng định rằng Yến cũng có thể làm được diễn viên chứ không chỉ là ca sĩ. Và Yến mong rằng trên con đường của mình đi sẽ có rất nhiều các cô chú, các anh chị, mọi người sẽ ủng hộ cho Yến cũng như là cả fan của Yến nữa. Và một lần nữa chân thành gửi lời cảm ơn đến ekip của Tháng Năm Rực Rỡ, đến đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và đến gia đình của Yến, fan của Yến. Cảm ơn hội đồng bình chọn rất nhiều ạ. Và xin được chúc mừng nữ diễn viên Hoàng Yến GB cùng với nam diễn viên Liên Bình Phát một lần nữa. Và cũng xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Ngô Phương Lan, nhà phê bình điện ảnh và nghệ sĩ ưu tú Vũ Châu. Kính thưa quý vị, giải